Màn múa may quay cuồng của Chu Lê Vi Anh tại Miss Grand Việt Nam 2022, cái gì làm quá thì nó ô dề. Phần catwalk thiếu tiết chế của Vi Anh thu về hàng loạt bình luận chê, kể cả giám khảo Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo cũng có biểu cảm gây chú ý. Mới đây, phần thi Best in Swimsuit, người trình diện áo tắm đẹp nhất thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra với sự mong đợi của đông đảo khán giả yêu mến sắc đẹp. Một trong những thí sinh có màn catwalk điêu luyện nhất nhì của phần tranh tài lần này là người đẹp Chu Lê Vi Anh. Nhưng làm quá thì ô dề, cô nàng liên tục thực hiện các động tác múa tay, uốn éo để phù hợp với tiêu chí Miss Grand nhưng vô tình bị phản tác dụng. Khi theo dõi livestream, khán giả vô tình bắt gặp khoảng khắc biểu cảm vô hồn của hai á hậu giám khảo Kiều Loan, Ngọc Thảo. Thậm chí gương mặt Lona cau mày khó hiểu, còn người đẹp Ngọc Thảo chống cằm nhìn ngắm trong vô thức. Sở hữu kỹ năng catwalk chuyên nghiệp nhưng Chu Lê Vi Anh không nhận được quá nhiều sự ủng hộ từ phía cộng đồng sắc đẹp vì chưa đủ. Tiêu chí của Miss Grand là được thoải mái với thể hiện chính mình, kèm theo đó phải biết kiểm soát được năng lượng vừa chất vừa tao nhã. Dù vậy, người đẹp vẫn được ghi tên vào top 10 mỹ nhân được đề cử cho giải thưởng người trình diễn áo tắm đẹp nhất. Danh sách gồm có những thí sinh nổi bật sân chơi lần này: Nguyễn Anh Thư, Võ Thị Thương, Trần Thị Thùy Trâm, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như, Nguyễn Thị Vân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Chu Lê Vi Anh, Vũ Thị Thảo Ly. Mời quý độc giả xem thêm clip.